Hello, xin chào cả nhà. Thì rất vui được gặp cả nhà trong clip hôm nay của tụi em nha. Thì hôm nay hai đứa em sẽ đãi cho cả nhà món cá lóc nướng chui nha, với gươm nè cả nhà. Hôm nay ngoài ruộng cắt lúa rồi, có gươm mà nên hai đứa lên ruộng nướng cá để một chút nữa mà cả nhà cùng dùng nha. Rồi bây giờ thì em sẽ nướng cá. Bữa nay người ta thu hoạch lúa nè hả vợ? Đúng rồi. Nhìn ngon quá vợ. Thơm quá. Thơm lên tới Sài Gòn luôn. Thơm bay ra tới quốc tế luôn. Thơm quá, nghe cái mùi đó bụng luôn á. Rồi hai chồng Huyên mời cả nhà ăn món đặc sản miền Tây nha. Cá lóc nướng chui gươm. Thiếu thiếu cuốn với bánh tráng nè cả nhà. Bún nữa. Cái này là cá lóc hôm bữa hai đứa đi bắt với kinh đó cả nhà. Cá lóc nó hơi nhỏ nhưng mà nó thơm lắm cả nhà, nướng lên nó thơm bá cháy bùi chét luôn. Bữa nay ngoài ruộng á, người ta cắt lúa có gươm mà nên hai đứa đi ra đây để nướng cá lóc mình có bánh tráng ăn cả nhà. Không mà ăn cái món này mình bóc nó ngon nha. Ăn đi. Anh em đang gói rồi. Đây là chén mắm me nãy Huy chuẩn bị nè. Ngon. Nhìn cái lóc ngon ghê nha. Nó mùi nướng thôi là nó đói bụng rồi đó cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng ăn nha. Ngon hết sảy luôn. Bữa nay hai đứa ra đồng ăn cá lóc à. Ngon quá không? Hai bóc một chỗ lẹ. Trời lâu lắm rồi mới ăn cái món này nè cả nhà. Ngon ha.
chút mắm me chua chua, ngọt ngọt mặn mặn cay cay của ớt. Phải mình bắt được cá bằng cùm giòi ha. Cá này thì nó cũng không bự lắm cả nhà ơi, nó cứ chỉ nhiêu đây thôi nè. Có bữa trước cả nhà hỏi anh bắt cá rồi mình học vô hang mình không sợ sao, tại vì dưới quê mình cũng quen nữa cả nhà. Nào có giao trọng. Giờ bốc luôn à. Thấy không? Nên cuộn ăn mát mẻ không? Cuốn gì đâu mà nó xấu như ăn trộm nha. Ngon hả anh? Đỡ dính cái ghê. Thơm quá trời luôn, không cưỡng lại được luôn. Gán ăn đi, có sữa cho con bú. Nước chưa mặn, món này ngon thiệt luôn. Hết nước tắm rồi. Đây, ăn cuốn rồi, ăn cho anh ngắm cái tài. Tay anh quá trời. Mấy cô chú đi ruộng quá trời đúng không? Bữa nay cắt lúa nè, nghe tiếng máy máy tới à. Máy cắt không? Mà cả nhà ăn thêm với hai đứa nha. Cái này chắc chưa ăn đã thèm ghê. Cá nướng thơm được ha. Nhưng mà anh nghe cái này cái da nó thơm nhưng mà không dám ăn, nghe nói bị bệnh ung thư á. Mấy ăn mấy cái khét này là bị ung thư không cả nhà? Lâu ăn lần rồi. Người nói gì đó, ăn mấy cái khét khét của da cá này là bị ung thư. Hết thể rồi, bảy luôn ha. Ngon không? Nè cái miếng này nó ít khét nè. Anh gói nguyên cái này luôn. Thịt luôn nè. Anh ăn đi, anh ăn cái kia. Sao nó ăn thịt đi, ăn đậu không vậy? Tại đậu nó ngon. Mời cả nhà cùng ăn với hai chồng nha cả nhà. Kẹp miếng gạo thơm, miếng bún vô ha. Hết sảy luôn.
với cá lóc nữa. Nó thơm một cái lóc nướng nè, mà me nè. Chua chua ngọt ngọt có vị me nè. Miếng cá lóc bỏ vô ăn vẫn ngon. Cái cuốn của anh hết nửa con cá lóc rồi. Hai đứa đã quất hết hai con cá lóc đó, còn con cuối cùng. Bữa bắt mấy con rồi, mấy con kia để ở nhà cho má kho cá ăn. Cái đồng nhìn dạng ôm ha. Chỉ chế nào mai nữa hết rồi. Phút này thật không này. Đem ăn này đang. Cuốn nhìn anh cuốn. Bữa nào hai đứa cũng cũng gây tiếc nói cho cả nhà. Mà cả nhà ăn còn online. Mới đây hai đứa xử hết hai con đó. Rồi thôi hai chồng Huy ăn tiếp nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn thương ủng hộ kênh hai đứa nha. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau của tụi em nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà. Để em gói cho anh cuốn nè.